Đây là cái phần măng cục mà anh bạn già mới gọt giùm Trâm. Mời mọi người ăn cháo gỏi gà măng cục. Trời ơi, gọt luôn rồi hả? Gọi nhắn em à. Kêu để ba Thảo đem xuống mà. Trời ơi, dễ gọt không? Dễ hả? Chân dung anh bạn già. Ê, có dính mũ tay anh rồi. Đâu rồi, có dính dính luôn, dần ướt dính, đang dần khè luôn á. Dễ lộn không anh? Trời ơi, cái đùi gà này của chú anh chị, chăm ơn của chú anh chị đó quay trở lại với kênh YouTube của Trâm Máu. Trâm sẽ vớt gà ra. Về cái bạn già anh đã đi lấy măng cục về rồi, bạn Trâm nó nói là để nó xuống đây nó cho măng cục, mà Trâm nói kỳ quá thôi, để kêu bạn già đi về rồi ghé lấy luôn. Xong về ổng sợ Trâm về rồi. Trời ơi, gà nó tuột rồi đúng nè. Nó ngồi ổng gọt luôn rồi. À, bữa nay trời mưa lạnh ăn cháo là đi bài luôn á trời. Đổ trong chiều nay mưa lạnh lắm mọi người. Hai miếng rau găm. Gà phải có đốt gỏi, phải có rau găm. Cực quá không anh? Các em mua đâu 50-60 ngàn những ký á. À. Em đây nó thì hơn 2 ký à. Trời ơi, không biết nữa, nó kêu để tao kêu ba Thảo đem xuống. Thôi. Đi rước bon rồi đem xuống. Ừ. Thì kêu ba Thảo rước bon đó. Mưa mà. Để đi khám bầu mà. Mà trời mưa rồi. Trời mưa rồi, thôi ở nhà tới chủ nhật nó đi. Đây là cái phần măng cục mà anh bạn già mới gọt giùm Trâm. Chú Bảo mới gọt. Đây mọi người, bây giờ Trâm sẽ đem vô Trâm rửa lại Trâm sắc mỏng. Em biết là sao phải ngâm vô nước không? Cho nó đừng bị thâm đen. Không ngâm vô nước là cái mũ nó dính qua cái cùi là nó vàng khè. Vậy hả? Cái này còn miếng nè, cho anh không gọt cho sạch đây này để không dính vậy hồi ăn chát nè. Lát em gọt cho sạch đi, cái đó anh gọt sơ đi mà. Đó, anh thấy gọt sạch lại ngâm vô luôn. Bỏ nó ăn cho nó không đi, giờ nó ăn mát cho nó không biết. Đúng rồi, tét vậy phải không? Ừ. Khứa theo khứa nó phải không? Ừ. Đó. Đấy. Tại vì nó có hình hết trơn rồi. Tới đoạn này là khỏe rồi nè. Nó có cái hình này, cái tét ra thôi. Lột nãy giờ khoảng 20 phút được nhiêu đây nè mọi người. Gì 30 phút rồi đó. À. Cắt rau găm xong rồi bây giờ cho mở hành gào ra vào đây cắt hành. Em trồng gạo, anh cắm câu tính toán trong đầu, việc việc đòn về làm dâu. Ra đây cắt hành, dẫn mấy cái củ qua vô. Rồi ngoài đây có gà nữa mọi người ơi. Gà của người ta qua nó bươi. Cắt hành. Cháo mọi người ơi, bươi cả đống luôn nè. Ôi mấy cái bông hành này xào thịt bò ăn cũng ngon lắm nè anh à. Cái bông hành nè xào thịt bò ăn mỏi quá hả? Gì em về em gọt trời ơi. Đây đây anh nhìn nè, anh nhìn đứa con của anh nè đó, anh nhìn đứa con ở trên đầu kìa. Kìa. Nhìn kìa, con làm gì vậy Lucy? Mày hả? Nhảy ra tính ra dòm chơi cái gì? Trời ơi cái kìa. Đó té. Hái thêm vài trái ớt nữa vô làm nước mắm gỏi. Chiều nay mưa mát mẻ gì đâu á, thoải mái tâm hồn ghê luôn á trời. Mưa trên những luống rau xanh màu, mưa trên những khóm hoa dày trầu. À, đây. Bây giờ Trâm đang đun nước gỏi nha mọi người. Trâm lượng cho trong đây là 1 muỗng cốt chanh, 2 muỗng nước mắm, 3 muỗng đường. Tùy nước mắm độ đạm mà mọi người gia giảm lại nha. Đó là tỷ lệ nha, Trâm hay trộn á. Xong mình cho thêm tí tương ớt nữa nè mọi người. Bây giờ em sẽ đi bầm ớt. Ở đây có chuẩn bị bắp cải tím, bắp cải trắng, nấm này lát nữa thả vô nồi cháo đó mọi người.
với lại một ít cà rốt nữa. Đây là cái nước trộn gỏi của Trâm đó, Trâm mới thắng xong đó mọi người. Trời lệ buông rơi sao không thôi, thời gian bao đêm trôi, mình em mớm đang coi tình xa xôi. Thắt hành lát nữa bỏ vô cháo luôn, rồi xong cái quay qua chăm sóc măng cục nha mọi người. Hôm nay gọt cái đó hơi bị lâu luôn á. Đây là những trái măng cục đã được tách vỏ đó, măng cục sống á mọi người. Ui cha ui coi nè, ngồi đau lưng luôn chứ không phải đơn giản mọi người. Sạch sẽ nõn nà hết trơn rồi nè, đây đó, anh này như chắc muốn chín rồi nè, có anh này sắp chín nè. Rồi bây giờ Trâm sẽ sắc mỏng mỏng ra nha mọi người, bên trong nó sẽ là như vậy, có hột luôn. Nói chung là dày mỏng gì tùy mọi người chăm chăm sóc vừa vừa vậy nè đó. Ồ, trái này mới ngon hơn nè, trái này hột còn trắng luôn nè. Malasibo, đây là cái phần măng cục chăm sóc xong rồi mọi người. Giờ đi đi xé gà. Anh xé gà anh bỏ bên đó đi, em cắt tô găm bên đây á. Để vô cái tàu phộng không? Để tàu phộng đi ha. Còn tàu phộng rồi. Bỏ ít thôi nha. Cái dao găm này cũng nhận nó mạnh rồi chứ. Á đù, chiếc xi nghe bay mùi thịt gà xuống rồi kìa. Thơm dữ vậy chàng. Gà thơm vậy đó nè. Em nấu nước mắm thì vừa ăn luôn. Hay ghê luôn. Nhưng mà anh im lại thử đi, hợp khẩu vị anh không? Vừa ăn là được rồi. Anh đi xe mặn thôi. Mặn thì không mặn, em mà thấy là chua chua đó. Cái sao mà gà này luộc mềm không? Nào. Tại nhà có thằng chê gà dai. Thì em biết mà. Thằng đó gà 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 ấy nó nấu nó đâu ăn. Hả? Anh xé đi, em đi lên lấy đậu phộng. Gà này chắc nó ăn quá. Xuất sắc ha. Làm gì? Cái bị con gà trong tu chuồng á. Vậy hả? Rốt cuộc cũng chuẩn bị xong cái đồ để trộn gỏi gà măng cục. À, măng cút. Đây là nước trộn gỏi của Trâm đã nêm nếm vừa ăn rồi cô chú anh chị. Bây giờ đợi chú Bảo xé gà. Nhà có một anh chỉ mê gà công nghiệp thôi nên mua gà ta cũng phải luộc cho thiệt là mềm. Để kích thích vị giác của anh bạn nhỏ thì Trâm sẽ đi xào cái nấm. Xào cái nấm rồi bắt đầu mới bỏ vào mặt cháo. Bây giờ đi xào cái nấm. Mặt cháo đi view lên lại. Chiều nay trời mưa ăn cháo là y bài luôn anh ha. Hả? Cái bữa giờ muốn ăn lẩu lắm mà trời nó hầm á mọi người. Ba cái gao quá trời gao luôn. Xào miếng nấm bỏ vô nồi cháo nó thơm. Xào rồi hồi ăn là múc vô thôi đúng không? Đúng rồi, ăn rồi. Rồi vậy thôi cho hồi bà làm vô. Trâm sẽ múc vô trong cái chảo nấm này miếng nước cháo đó. Lát nữa ăn rồi mới gấp nấm ra thôi chứ con mẹ không có bỏ nấm vô nồi cháo con. Này nêm nếm hồi nãy có nêm miếng hạt nêm trong đây cho nó thấm mà. Cho miếng nước cháo rồi cho nó mềm cái nấm lại đi rồi lát nữa ăn rồi cái múc bỏ vô thôi. Cái quạt hút gió ra bằng buồn ngoài đó bằng em mùi nhà thêm. Vậy luôn hả? Thôi trộn đi anh thì em nhìn ngon quá à, dẫn à. Cái nước gỏi em làm bữa nay ngon lắm, nhìn nè. Kiệt là ngon, kiệt thử rồi. À vậy hả? Nãy con thử rồi hả? Thử rồi nào? Mới thử, mà mới vậy hả? Thử xuất tiêu ngon hả? Ồ vậy ngon. Thôi chứ, nói gì nữa. Vậy thôi ít rau thôi, ăn không hết thì cho bỏ măng cục vô, ít rau thôi bỏ măng cục vô đi, cho hết măng cục vô. Ừ. Rau ăn không hết thì mình xào đúng không? Hơi nhiều rau rồi.
Bỏ chim quy đó phà có thèm không? Em nói là tính anh mua gà với hắn mà hắn không chịu đó. Hắn chịu hả? Nói quá trời luôn, nó kêu thôi nó có cho nồi cháo dụm bò đó. Nhìn ngon quá. Tròn bòn bòn ăn. Được rồi ha. À, thêm nữa. Bỏ hành lá, bỏ cháo, cho miếng hành phi lên đây cho thơm. Để em cho hết, anh đảo đảo đi, em cho miếng nước gỏi lên. Từ cho rau nó xào xíu. Nước gỏi là một chanh, hai mắm, ba đường. Đừng có để nước nha mọi người, cứ đun lên. Tùy nước mắm hàm lượng đạm mặn nhiều hay mặn ít mà mình gia giảm. Nhưng mà mọi người cứ lượng theo tỷ lệ đó đi, rồi mình có thể tăng mặn hoặc tăng chua. Mình đang xài 35 độ đạm. 26 độ đạm nè. Vì chứ anh bạn nhỏ mà nói ngon là mà chăm vững tâm rồi đó mọi người, yên tâm rồi đó. Cho em thử miếng bắp cải, miếng gà thấy nó thấm chứ vậy. Trời ơi, giống trộn mà bên đây thơm hết trời, bữa nay mua trúng con gà thơm quá à. Anh lừa tới lừa lui luôn. Đi tới 4 năm chiều anh đi về quê bắt mưa không? Có mưa chút chút. Chẹt ha. Có đục mưa chút xíu. Ngon. Thước đường đùi gọt cái đó 1 tiếng đồng hồ. Thay vì nấu nồi cháo gà 1 tiếng thì nấu cái đó thêm 1 tiếng nữa là 2 tiếng. 2 tiếng không? Mà có lực lượng thì càng tốt. Có 2 người phụ cái lực là nhanh. Lát nữa ai ăn nấm thì tự bỏ vô ha. Phải không? Ăn nhiều gấp bỏ nhiều. À, rồi ok. Cảm ơn con. Rồi, chuẩn bị qua bưng cháo qua nè, rồi qua ăn nè, lấy muỗng, lấy đũa rồi đi. Để mẹ bỏ tiêu vô cháo xong cái đã. Mày chuẩn bị húp được rồi đó, nóng hổi luôn. Nóng hổi vừa thổi vừa húp. À. Bữa hổm nhiêu đi ăn gà, rồi gỏi gà mà bô 450 một phần đó. Gỏi gà măng cục này nè. Định múc qua cho cô giáo một dĩa gỏi cho cô giáo ăn cho biết, mà cô giáo đi mất tiêu rồi, vậy là cô giáo không có lộc ăn rồi. Không thấy, không biết cô giáo đâu mất tiêu rồi. Rồi con ơi, chuẩn bị ăn con ơi. Mời mọi người ăn cháo gia đình Chăm. Mời mọi người ăn cháo gỏi gà măng cục. Ngon quá, cái đuổi thấm cũng ngon nữa. Rồi, Kiệt ăn được gì, Kiệt gắp. Rồi, ăn muỗng xương bỏ lên. Mẹ nói lên cho cô Quy rồi mà cô Quy không có chịu. Không chịu mình cứ càng, không chịu mình cứ càng cho. Không phải, mình với cô Quy đâu có xa lạ đâu con. Cô Quy ăn là cô Quy nó ăn, còn không mà cô Quy nó không mà tại vì cô Quy đi khắp bầu nữa. Mà cô Quy trời mưa ở nhà. Con hiểu không? Cái mẹ là ban đầu là mẹ mua 2 con gà đó. Tính nấu rồi. Tôi Huy có nồi cháo dụng bò. Dễ thôi, thấm thấm ăn nó ngon à. Ngon à. Em muốn chấm thêm muối xanh không? Rồi mẹ thích thì cứ đổ ra thôi chứ ai chấm mình chấm. Hả? Không, trong đây có nước gỏi chấm được nè, ý là có muốn chấm thì mẹ đổ. Mẹ cứ thích thì mẹ cứ đổ. Mẹ thấy cái mùi này là ngon rồi.
cho đây. Vô thêm lại như thế. Mời cô chú anh chị đó, miếng gà với lại miếng măng cục này. Đâu ai chấm chấm chứ đâu 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 ở đây cho con. Măng cục giòn chua chua một ngọt. Cái hột ăn bình thường cứng thôi chứ không có gì, cái trái nào mà hột trái bự quá, hột bự quá ăn nó cứng thôi chứ không có gì hết. Nhai được hột nhả hột cá. Đúng rồi. Đúng không? Hột hơi dính. Bự quá hơi dính. Mấy cục này để chừng cái từng nó chắc chín quá. Không có đâu, ít nhất cũng phải 10 ngày 15 ngày đổ lên. Ý có cái trái hôm hai nãy có hai trái nó gần chín á. Nó hơi già già, hai trái đó gọt thấy ngon. Nó hơi già già. Nên dễ bông ha. Ừ, dễ bông. Ngon quá. Ngon không? Vừa ăn luôn. Vừa con chấm lên nước chấm này nữa hả? Nước tỏi này nè, ngon lắm. Rồi, nước chấm nóng luôn. Nóng ừ. Rồi. Vừa ăn luôn không con? Con ăn thử cái măng cục ăn. Ngon ăn. Thử cái mềm. Ăn thử đi. Là sẽ phai là chăm chỉ mê ăn cái xương không? Gà chặt ăn còn hết chứ. Nó phai phải thẳm xương trước. Lâu lắm rồi con ngon gà thơm giống như có gì ăn không? Giống như gà Đắk Lắk phải không? Vừa thịt vừa ngồi gọt con cục nghe thơm. Bữa xong gà này lạ quá. Hôm nay cũng như mùa mà này nó thơm luôn. Do anh bật quạt hút quá. Anh quên nhé, mùa lúc hút sau mới nhớ là gà gà giò cái quạt hút. Bật quạt hút mùi á. Trời ơi, mùa mà mùa nghe mùi thơm của gà. Vậy là hồi nãy sớm giềng chắc thơm lắm. Mềm mềm và hợp ý con phải không? Chăm anh bạn già thì mới gặp che, anh dai dai mới phái. Hả? Hay hả? Ngon. Nhìn là tí mình tưởng là mì cay. Ừ. Cái mì cay. Cô ăn đi. Cái này theo cá nhân chăm thấy á, nó ngon là tại vì biết sao mọi người lâu lâu mình nhai á, cái mình đụng miếng măng cục nhai chung với mấy cái bổi này, bắp cải nè, rau găm đồ nè, cà gót nè, cái mình nhai tự nhiên cái đang cái vị ăn nó thơm, có vị chua à, cái nó chua chua ngọt ngọt. Chứ thực ra cái nước gỏi nó cũng giống như những loại gỏi khác thôi. Ừ. Rồi cái đặc biệt ở đây là mặc dù cái hộp nó cứng nhưng mà mình nhai nó bị chát, nó bị đó. Ban đầu mình cũng là ngợi, mình sợ chát nhưng mà cắt xong bỏ vô miệng lụm thử là không chắc. Nãy quên thì bằng bóp riêng. Lâu nhai trước. Bóp riêng cái cục nạc riêng nó ngon bên ngoài. Vẫn không được. Lâu nhai gặp miếng là ngục. Cô bé Tiến nó thành cô bé Thanh Dương này nè. Hôm nay cô cải tím mà bắp cải hả? Nè làm sao mà cô bé Tiến nó thành cô bé Thanh Dương luôn. Bắp cải hả? Củ cải không? Bắp cải hay sao giờ nó thành Thanh Dương rồi. Ờ à, cũng thôi mới thành vậy. Cái nước á là người hết tỏi mà còn già. Vậy có hai bắp cải. Công nhận cái rau găm của mình nó thơm hơn cái rau găm người ta bán ngoài lộn luôn. Ừ. Loại cộng tím nè. Cái loại thơm hơn loại cộng màu xanh. Không phải. Em biết tại sao vấn đề sao không? Già. Già quá. Ừ. Mà tính ra mình ăn rau găm cũng nhiều quá chứ. Ừ, nghe cũng sụn. Ngon. Cháo ngon không con? Ngon. Lúc đầu là bà tính bà bớt gà ra, bà xả nguội hết trơn rồi ha. Rồi bà thử thử lại, bà thấy cũng trà hơi dài dài. Cái này chắc được kẹt chê quá. Ừ. Thế rồi bà bà bỏ rồi. Bỏ rồi bà nấu lại luôn. Nhiều quá không chịu nổi không? Nhiều quá chịu nổi hả? Đi có ăn được nhiều ăn, ăn được nhiều ăn. Thôi.
Nhìn ổng uống rồi chứ. Khó món ăn gì ổng thích, ổng mới ăn được mọi người còn á. Có làm ngon má ổng thích rồi, ăn cho khó luôn chứ. Ăn kiểu đó là không bao giờ nó no được. Tối là nó nằm nó rõ rãi liền. Cái giò gà đó, nó đặc bự à. Gà lai gà nồi. Hồi ổng còn nhỏ có một thời gian ổng tuần mười mấy ngày ổng bỏ sữa bột, trời ơi rồi ổng tới luôn. Ai bỏ sữa bột hả? Ai đứa tự nhiên con bỏ làm ba mẹ cuốn lên đi. Hồi đó là gần chưa được một đầy năm giữ sữa mẹ giữ sữa bình rồi cái giờ rồi cái thằng nó như con bỏ sữa. Mẹ tưởng con chê sữa đó, thiệt mà con chê. Qua phải đi tìm đổi sữa cho con. Mà đâu phải đổi sữa con là cực sướng à, đổi sữa đúng tiền, không đủ mua chúng nó lon sữa đó. Mấy trăm ngàn. Mua sữa ngựa lon nhỏ. Bình thường ngon rồi, tí lơ nó ngon bành bành á. Mà tôi không con bỏ cho mẹ mẹ không đi đổi là nửa về con uống nữa là phải bỏ luôn lon sữa đó. Có đâu hơn về chứ anh ba đạp không, ba đạp sữa. Xin thử con ba đạp phải không? Uống cho con đổi vị giác lại biết không? Con chịu uống. Con chịu uống lại cho mẹ mua di lắc lại cho con uống. Uống hồi nó uống similac, di lắc nữa. Rồi có thời gian tự nhiên cái con bỏ ăn cháo. Nhà nhà mẹ cũng cất công nấu tỉ mỉ hết trơn. Ai về biết con làm gì không? Không ăn cháo tự nhiên một gan rồi mà không ăn cơm. Không ăn cháo cũng không, cơm không. Mẹ phải đi mua bột. Mua bột lúc mà con tập ăn dặm rồi á. Mua bột ngọt 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 vị sữa chua vậy á. Nhắc lên. Về bắt đầu tập lại cho con. Mỗi lần mình nuôi con mà tự nhiên bỏ ăn thì chuyện đại sám hồn vậy. Sắp bệnh hả? Ướt bệnh không? Sắp đau, ớt không? Người sắp đau ớt rồi thì ăn lơi, con bỏ ăn rồi. Cái bắt đầu nuôi mấy ngày á, con da có thể cái bắt đầu bệnh tiếp, cái ốm lại tiếp. Rồi giờ mẹ thấy cô nào mà hai đứa nuôi con nhỏ không? Mẹ thấy cô đó giỏi cực kìa. Một đứa là bây giờ mẹ nó công việc là mẹ không thể nào. Hai đứa con nhỏ là giỏi lắm. Mệt lắm. Hỏi sướng nó con. Mệt lắm. Mẹ anh bảo rồi mẹ. Hả? Mẹ anh bảo rồi. Không, các bạn nói mẹ cũng bảo con lớn, mấy đứa con lớn rồi. Ăn cơm tự bếp cơm ăn được. Uống sữa uống nước tự gót tắm tự đi. Đúng không? Nhỏ mà cả hai đứa mà đứa đập bọng lên tay chỉ cần trời sụp xịt cái là bắt đầu rồi thôi. Đứa còn bú quá giỏi. Con ăn xong rồi nha mẹ. Giờ già ngon quá. Trường con nó còn có bán chân gà trai nữa. Có không? Con ăn chưa? Đó, con thử chưa? Dạ chứ. Trong da bụng trùng da mắt ngủ không? Khùng chứ. Nghĩa con đang ăn đồ sao? Hả? Đóng đồ thì lên chỗ lý rồi. Ta còn chưa tắm à, tắm cái tử liền hả? Một bữa thật là ngon luôn mọi người, quá ngon. Nếu mà mọi người có thể thì cứ thử, nhưng mà cái vị của nó là nó sẽ giống như gan như gà bóp gỏi bình thường vậy thôi đó, hoặc là gỏi lỗ tai heo ngó sen, hoặc là gỏi tôm thịt, cái vị nó sẽ giống như vậy. Nhưng mà cái này nó bonus thêm cái vị măng cụt, lâu lâu cái mình nhai trúng miếng măng cụt cái nó chua chua ngọt ngọt, trúng cái hột măng cụt cái nó giòn giòn cứng cứng
hột nào mà nó già quá thì nó sẽ hơi dính một chút xíu, nó dính cái miếng thịt bên cục á. Đó là cảm nhận của Trâm với bạn già. Bây giờ Trâm xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye mọi người, nhớ đăng ký kênh ủng hộ Trâm nha. Cảm ơn mọi người nhiều lắm luôn á.